cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn, nơi hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản, hiện đang còn tồn khoảng 700 xe chưa thể đưa sang Trung Quốc. Từ ngày 7 tháng 4, khi phía Trung Quốc có nhiều chính sách siết chặt biên giới để chống dịch COVID-19, trong đó thời gian làm thủ tục thông quan chỉ còn 5 tiếng một ngày, và quy định lực lượng chức năng phía Trung Quốc không làm các thủ tục xuất nhập khẩu vào 2 ngày nghỉ cuối tuần, đang làm thời gian chờ đợi của các xe hàng kéo dài thêm. Một ngày đi được có mười mấy 20 xe lạnh này thì chắc cũng phải 7-8 ngày nữa mới sang được. Hàng hóa thì chạy lâu ngày thì nó cũng hao nước, máy lạnh nó chạy thì cũng giống như cái điều hòa nhà ấy, thì nó hao nước thì nó cái lá nó sẽ héo, nó khô dần. Và nếu mà không chạy tốt thì nó hỏng thối. Bây giờ nằm kiểu này hàng là nó hỏng. Giờ biết Trung Quốc lấy ngày nào đâu. Giờ giá cả có khi thời điểm là lên cả 30.000 một cân. Có khi là còn có 5.000, 2.000. Có khi là đem đổ luôn. Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, do các xe chở hàng phải chờ thông quan nên lượng lái xe, chủ xe tập trung tại các cửa khẩu lên đến hàng nghìn người. Tỉnh Lạng Sơn đã áp dụng nhiều biện pháp để kiểm soát, quản lý nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, việc này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như với cái lượng xe mà từ các tỉnh lên là vẫn giảm, tức là tiếp tục giảm bớt một chút thì nó sẽ giảm cái áp lực, và sau khi mà thiết lập lại được cái mối quan hệ, tức là cái nguyên tắc về xuất nhập khẩu như trước đây thì chắc chắn là sẽ có phần giải quyết những khó khăn vướng mắc như thời gian vừa qua. Ông Hồ Tòa Cẩm, tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, hiện nay ngoài chống dịch, Trung Quốc cũng rất chú trọng khôi phục sản xuất và đặc biệt là tìm cách khơi thông chuỗi cung ứng. Đại sứ quán Trung Quốc sẽ báo cáo để hai bên cùng tìm ra phương án tốt nhất giải quyết ùn tắc tại khu vực biên giới. Cam kết với các đồng chí là chúng tôi sẽ luôn luôn liên tiếp tục là quan tâm làm cái đầu mối. Bộ mặt là liên hệ bộ ngành Trung Quốc, địa phương Trung Quốc, và liên hệ với bộ ngành Việt Nam và cả phía Lạng Sơn, cả phía Cao Bằng, Quảng Ninh. Thế làm thế nào để xúc tiến, vấn đề là xúc tiến thông thoáng thương mại, thuận lợi hóa thương mại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị sớm giải quyết 2.600 xe hàng đang tồn đọng tại tỉnh Lạng Sơn. Trước mắt, Việt Nam và Trung Quốc cần thống nhất, mở thêm một số đường thông quan để lưu lượng kiểm tra, làm thủ tục cho xe nông sản được nhiều hơn. Bên cạnh đó, cần tăng thời gian thông quan tại các cửa khẩu, nâng cao năng lực bốc dỡ hàng hóa của hai nước để giải tỏa nhanh hơn lượng xe ùn ứ hiện nay. Hai bên thống nhất là thành lập cái đường dây nóng, có bất kỳ gì vướng mắc khó khăn thì để giải quyết với nhau một cách nhanh nhất. Và một cái điểm nữa là chúng tôi tin tưởng là phía cái quan hệ của Lạng Sơn với Quảng Tây đang có một cái quan hệ rất tốt, thì đề nghị là tăng cường hơn bằng nhiều cái giải pháp hữu nghị, thế rồi là quan hệ, thế rồi là tập trung hàng ngày tháo gỡ. Thì tin tưởng là chúng ta sẽ sớm nhất giải quyết được cái nút thắt trước mắt. Nhưng cái quan trọng hơn là chúng ta phải tập trung nhiều những yếu tố chuẩn bị tích cực để về chiến lược lâu dài chúng ta có thể đảm bảo cái phát triển tăng tốc khi mà chúng ta khống chế được cái dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường phương thức xuất khẩu hàng hóa nông sản qua hệ thống đường sắt, thay đổi thói quen giao thương để giảm thiểu rủi ro.